khi bất cứ tham gia một bộ phim điện ảnh nào thì tất cả các diễn viên nói riêng và cá nhân Huy Khánh nói chung là rất là mong chờ vào cái ngày ra mắt phim. Thứ nhất là để mình coi được cái sản phẩm mà mình cùng tất cả ekip đã thực hiện như thế nào. Và mình thấy được những khán giả ngày hôm nay, những người được xem cái bộ phim này đầu tiên và cảm nhận của họ như thế nào về bộ phim này, để mình có thể đánh giá được cái sản phẩm của mình đã tốn bao nhiêu công sức trong suốt thời gian qua được khán giả và những người bạn của mình đón nhận như thế nào. Cảm giác của mình bây giờ là mình rất là hồi hộp và mong được vào trong để thưởng thức bộ phim. Thì nói chung là đây phim đầu tiên ra mà run lắm. Nói chung là hôm qua thì ở ngoài Hà Nội xong thì cũng thấy là nó đỡ run, mà không biết hôm nay sao hôm nay lại run tiếp. Thì còn rất là hy vọng là sẽ có thật là nhiều tình tiết gây cấn, hài hước cũng như là những cái nét mới trong cái sự thể hiện tình cảm giữa các nhân vật trong phim. Mình đang rất là nóng lòng. Hy vọng là mọi cái nỗ lực của mình hôm nay sẽ được mọi người công nhận cũng như là ủng hộ, ra rạp ủng hộ cho bộ phim Vợ Ơi Mở Đâu Của Thủy Tiên. Mơ thấy là rất là vui và thấy phản ứng của quý vị khán giả cũng cười rất là nhiều nè và rất là hào hứng theo bộ phim. Và Mơ nghĩ đây là một bộ phim hài hước, vui nhộn và tình cảm đáng để các bạn đến rạp xem. Thì về ý tưởng thì rất là sáng tạo và tuyệt đối, nó nói về tình yêu, gọi là tình yêu một cái mộc mạc và chân thành và trung thủy. Thật sự là bộ phim thành công hơn sự mong đợi của Ngân, và Ngân hy vọng là quý vị khán giả cũng sẽ đón nhận bộ phim và cũng thích thú giống như Ngân đã từng cảm giác giống như vậy. Sau khi mà xem vào bộ phim này thì chắc chắn là Ly sẽ giới thiệu cho bạn bè xem rồi, tại vì trong bộ phim này thì có hai thần tượng của Ly, đó là anh Cương Vinh và chị Thủy Tiên. Cảm thấy là rất là vui và hạnh phúc luôn, bởi vì phim của thần tượng của mình quá thành công, quá xuất sắc. Và các bạn nhớ đi xem phim của chị Tiên nha, chắc rất là hay. Vợ Ơi Em Ở Đâu. Thì mong là ngày 25 tháng 3 này phim công chiếu thì mọi người hãy đến rạp ủng hộ cho phim Vợ Ơi Em Ở Đâu Của Thủy Tiên nhé. Cảm ơn. Vợ ơi. Vợ ơi. Vợ ơi. Vợ ơi em ở đâu? Đừng vì cô gái mà làm để ảnh hưởng tính mạng của mình. Đừng để tính mạng bị ảnh hưởng bởi một cô gái. Đừng khinh suất cái tướng số. Em không quan tâm đến tướng số. Anh em đã có người yêu rồi. Nguyệt Nga. Anh Vinh.